cơn bão số 3. Vừa tôi có mấy cái cây này nó chưa đổ, nhưng mà tôi thấy là cái thông tin là các cái cây xanh ở đường phố là nó đổ rất là nhiều. Thế là mọi người cũng chưa quá có thể khẳng định lý do, nhưng theo tôi ấy, thì đây tôi nói ví dụ như một cái cây này lúc tôi trồng nó bé, nó chỉ khoảng bằng đây thôi. Thế mà bây giờ đấy cái cây nó to bằng đây, đúng không? Đấy. Thế thì cái rễ nó bằng đây. Đó. Thế bây giờ tôi muốn đánh cái cây này lên ấy để đi trồng chỗ khác ấy, đương nhiên là tôi sẽ chặt cái rễ to này đi và chặt bớt cành đi cho nó lên. Thế thì cái cây chúng ta trồng bây giờ ấy, đường phố là chúng ta toàn trồng cây to như này thôi. Thế nhưng cái cây này là từ bé nó lên bé như này, nó lên to bằng đây thì cái bộ rễ nó rất là lớn. Nó có đổ không? Thì bão quá to thì nó vẫn có đổ, nhưng cây này là gãy hết cành nhưng chưa đổ. Thế nhưng còn có trường hợp cây to vẫn đổ, nhưng mà là do gió to hoặc đúng luồng nó cũng có thể đổ, nhưng nó không đổ hàng loạt. Còn tất cả những cái cây này ấy, mà chúng ta vừa mới đem đi trồng ấy, thì cái rễ to ta vừa mới chặt thì có người nói là nó có cái bầu vải rồi có cái bọc lưới. Thì thực ra cái lưới đấy nó không phải là lý do để cái cây nó đổ, mà lý do là rễ của nó 1, 2, 3, 5 thì nó chỉ ra được những cái rễ bé bằng cái này thôi. Đấy. Là đã là tốt lắm rồi, hoặc là toàn rễ tôm, rễ tép thôi. Thì làm sao nó giữ được cái cây? Thế nên là nó chỉ một cơn gió vừa nó có thể đổ hàng loạt. Nên tôi tiện đây tôi nói một cái clip để mọi người có thể thấy rõ rằng là tại sao cái cây nó đổ hàng loạt, là vì chúng ta trồng cái cây to, rễ nó ra chỉ có rễ tôm, rễ tép nhiều. Tôi thấy là trong YouTube có người nói là có tí rễ tôm, rễ tép thôi, mà tôi tính cho một cái cây như này mà chúng tôi chặt hết đi, ta vừa mới đánh ra nó trồng 2, 3, 5 ấy, thì nó có rễ tôm, rễ tép nó sống là đúng rồi. Thế còn nếu muốn nó không đổ, các vị thấy là cái cây chúng ta trồng cây to như này ấy, thì chúng ta phải có chống thép. Chứ còn nếu mà chúng ta chống bằng cái chống gỗ ấy, thì cái cây sống được ấy, thì cái chống của chúng ta cũng mục rồi. Tôi thấy nhiều cái chống gỗ 3, 4 chống ấy, thì cái chống ấy đã mục rồi. Cái thứ hai cây nó vừa sống, và cái thứ hai nếu không bão thì nó cũng vẫn đứng thôi. Vì sao cái rễ bằng ngón chân ngón tay hoặc là rễ tôm rễ thép là nó không giữ đứng được cái cây. Và nếu chúng ta cắt bớt lá mà chúng ta có những cái chống thép tốt ấy, để cho cây để phải được 4-5 năm thì may ra nó mới có cái rễ to. Nên như cái cây này từ bé lên cái bộ rễ nó rất là kinh khủng. Đây ví dụ cái cây này quý vị thấy nó lên sống rễ nó to này. Bây giờ ta chặt đi này, đúng không? Ta lấy cái cây này lên, ta chặt bớt cành người ta trồng, làm sao mà nó ra lại cái rễ cũ này mà nó không đổ. Đấy, lý do mà cây xanh của chúng ta ở đường phố đổ hàng loạt là vì chúng ta trồng cây to, nhưng chúng ta không trồng từ cái cây nhỏ như này lên. Nếu chúng ta trồng từ những cái nhỏ lên thì cái tỷ lệ đổ của nó không thể hàng loạt như vậy, mà nó có đổ.